Đức vừa được gặp lại quý vị trong phần 2 của tạp chí Ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FVNC. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh mà nhiều doanh nghiệp liên tục bị sức ép về vốn do bên mua luôn muốn chậm trả tiền hàng, thì dịch vụ bà thanh toán bắt đầu được chú ý đến như một giải pháp để doanh nghiệp nhanh chóng thu được phần lớn tiền hàng. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tư vấn cụ thể hơn về dịch vụ này từ đại diện của Ngân hàng HSBC Việt Nam. Toán có thể giúp bên bán nhận trước tiền hàng như thế nào? Đúng vậy. Đây là một hình thức cấp tín dụng theo luật tổ chức các tín dụng. Bao thanh toán là một dạng là một hình thức tài trợ cho người bán hàng có truy đòi và khi người cho các khoản phải thu của người bán ở một tài trợ chiết khấu nhất định, và ngân hàng sẽ tính phí cũng như là lãi suất, hay còn gọi là lãi suất tính trước, đối với người bán vào thời điểm thanh toán của khoản phải thu, thì người mua sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng và ngân hàng sẽ tất toán khoản bao thanh toán tài trợ trước. Dịch vụ bao thanh toán là một sự thỏa thuận giữa ngân hàng và người bán. Tuy nhiên, người mua sẽ được thông báo là tài khoản thu hoặc các khoản thu này sẽ được chuyển nhượng sang ngân hàng để thu trong tương lai. Thị trường Việt Nam thì chúng ta có bao thanh toán ở trong cho thị trường trong nước cũng như bao thanh toán xuất khẩu. Dùng dịch vụ bao thanh toán có lợi cho bên bán hay bên mua? Có thể nói bao thanh toán là một công cụ tài chính rất thuận tiện cho cả người xuất khẩu hay là người bán, cũng như người nhập khẩu và người mua, hay còn gọi là người mua, đặc biệt trong thời điểm hiện tại, họ cho người bán một cái khả năng thương thảo tốt hơn. Người bán có thể sử dụng cái khoản thu nợ của mình được tài trợ từ ngân hàng qua dịch vụ bao thanh toán, và người mua thì họ cũng không cần phải thiết lập bất cứ một hạn mức nào ở ngân hàng của họ để qua những cái hình thức thanh toán khác như LC hoặc là DPDA như thông lệ giao dịch quốc tế truyền thống nữa. Ngân hàng làm gì khi người bán đã được chi tiền mà bên mua không trả nợ? Hiện tại ở thị trường Việt Nam chúng ta có bao thanh toán trong nước hoặc bao thanh toán tài trợ xuất nhập khẩu, và với hiện tại ngân hàng nhà nước chỉ cho phép bao thanh toán dưới dạng một hình thức truy đòi. Tuy nhiên, nếu như người mua hàng không thể thực hiện được các nghĩa vụ thanh toán đó, ngân hàng sẽ quay lại truy đòi lại người bán, và người bán phải có trách nhiệm trả lại các khoản đã được ứng trước từ ngân hàng qua dịch vụ bao thanh toán. Vâng, kính thưa quý vị vừa theo dõi chuyên mục Khách hàng hỏi Ngân hàng trả lời tuần này. Và mọi thắc mắc cần giải đáp về cách thức giao dịch tại ngân hàng, về dịch vụ hoặc chính sách trong ngành ngân hàng thì xin mời quý vị vui lòng gửi thư vào hộp thư tạp chí Ngân hàng fpnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giải pháp đến quý vị trong các tạp chí ngân hàng số ra hàng tuần. Thưa quý vị, vào trung tuần tháng 11 vừa qua thì các bộ trưởng Bộ Tài chính châu Âu đã tổ chức cuộc họp các bộ trưởng tài chính tại Brussels, Bỉ nhằm mục đích thảo luận về việc cam kết hỗ trợ các ngân hàng trong khu vực vốn đang gặp phải những vấn đề về khủng hoảng nợ.
Và hiện tại thì câu hỏi mà nhiều người đặt ra đó là các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ hỗ trợ như thế nào cho các ngân hàng? Vì một điều chắc chắn rằng những nơi này sẽ không còn khả năng hoạt động nếu như không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Đầu năm tới, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ thực hiện kiểm tra sức khỏe của các ngân hàng trong khu vực. Tuy nhiên, việc xử lý đối với những ngân hàng có kết quả yếu kém vẫn chưa có sự thống nhất giữa các nhà lãnh đạo châu Âu. Chính phủ Đức hiện đang tỏ ra khá do dự trong việc tham gia vào kế hoạch hỗ trợ vốn cho các ngân hàng gặp khủng hoảng mà không nằm trong lãnh thổ của mình. Bên cạnh đó, nước này cũng phản đối việc sử dụng quỹ giải cứu của Eurozone, có tên gọi tắt là ESM, để dùng cho việc bơm vốn vào các ngân hàng. Trong khi đó, ông Pierre Moscovici, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp lại cho rằng quỹ ESM hoàn toàn có thể được sử dụng cho việc tái huy động vốn của các ngân hàng trong khu vực. Pháp muốn sớm đạt được sự nhất trí về việc thành lập liên minh ngân hàng, một cơ chế giám sát độc lập cần được triển khai. Chúng ta có thể sử dụng quỹ ESM để hỗ trợ vốn cho những ngân hàng yếu kém. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa, đây là điều vô cùng quan trọng. Đồng tình với quan điểm này, ông Jean Amersen, thành viên hội đồng ECB nhận định, điều quan trọng đối với chính phủ các quốc gia Eurozone đó là cách thức hỗ trợ tài chính cho những ngân hàng trong trường hợp thiếu vốn, đặc biệt là sau kỳ kiểm tra sức khỏe do ECB thực hiện vào năm sau. Từ phía ECB, chúng tôi luôn cho rằng điều cần thiết là hỗ trợ cho các ngân hàng yếu kém. Có 3 nguồn có thể huy động để hỗ trợ ngành ngân hàng. Đầu tiên là từ hoạt động tư nhân, thứ hai là nguồn vốn ngân sách và quỹ giải cứu ngân hàng của chính quốc gia đó, và thứ ba là quỹ ESM. Nhiều nhận định cho rằng việc kiểm tra sức khỏe các ngân hàng có thể ảnh hưởng đến đà hồi phục của Eurozone, khi mà số liệu được tiết lộ liên quan đến tình trạng thua lỗ và lỗ hổng vốn tại những nơi này. Tuy nhiên, động thái này được kỳ vọng sẽ lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư về khả năng trong sạch hóa các vấn đề tại ngân hàng châu Âu, vốn đã tồn tại trong nửa thập kỷ qua. Trái với thái độ chần chừ của người Đức về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Thụy Điển ông Anders Borg cho rằng điều này cần được ủng hộ thực hiện. Tôi nghĩ chính phủ Đức có lý do của mình để phản đối việc hỗ trợ vốn cho các ngân hàng yếu kém. Tuy nhiên, theo tôi, việc làm này là cần thiết để tiến tới thành lập một liên minh ngân hàng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hà Lan kiêm lãnh đạo Eurogroup, ông Jeroen Dijsselbloem cho biết thật sự không dễ để đạt được bước tiến mới cho quá trình hỗ trợ vốn đối với những ngân hàng yếu kém mà không có sự đồng thuận từ phía Đức. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Lithuania, ông Rimantas Sagdiūtis, quốc gia đang giữ vị trí chủ tịch luân phiên của EU, nhận định không còn nhiều thời gian để đi đến thỏa thuận trước khi thời điểm tiến hành kiểm tra sức khỏe các ngân hàng châu Âu được diễn ra vào năm sau. Chúng tôi vẫn chưa tìm được một bước tiến nào, quan điểm của các quốc gia còn khác nhau quá. Hy vọng thỏa thuận có thể đạt được vào giữa tháng 12 tới. Đến thời điểm này, việc thành lập một liên minh ngân hàng được đánh giá là một cải cách đầy tham vọng của khối châu Âu kể từ khi triển khai sử dụng đồng tiền chung Euro. Và một khi liên minh ngân hàng được hình thành, đây sẽ là nơi ECB có thể ban hành các chính sách liên quan đến việc theo dõi, giám sát tất cả các ngân hàng trong Eurozone. Vì vậy, trước tầm quan trọng của cải cách này, việc chưa tìm được tiếng nói chung giữa các thành viên trong khối là điều dễ hiểu. Và kính thưa quý vị, đến đây thì phần 2 của tạp chí Ngân hàng kỳ này cũng xin được khép lại. Phi Yến xin mời quý vị vẫn giữ kênh FTNC để theo dõi phần cuối cùng với các nội dung nổi bật sau đây. OECD kêu gọi ECB nới lỏng tiền tệ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, kinh tế tăng trưởng vừa phải, không cần thêm biện pháp kích thích.